Xin chào buổi sáng quý anh chị, chúc quý anh chị một ngày tốt lành. Một vòng ở các thị trường miền Tây thì Duy thấy rằng là, và cũng rất là nhiều khách hàng Thần Vương cũng phản hồi rằng là năm nay á, là cái năm mà nuôi tôm phải nó là khó, chưa từng khó bao giờ khó bằng, đặc biệt là bệnh chậm lớn và TDB. Ví dụ hiện nay là mình cũng thuần thục ở trong TDB và các trại giống lớn họ cũng kiểm soát tốt cái bệnh TBD rồi. Nhưng mà chúng ta quay lại cái câu chuyện là bệnh chậm lớn. Phải nói là vô cùng khó khăn. Tại vì nếu mà mình nói một mình bị thì cái hạ tầng mình mà nói mình chuẩn bị không tốt thì cũng chưa đúng. Tại vì những khách hàng bắt cùng mẻ với mình thì cũng bị. Do vậy là phải nói là đối với cái bệnh chậm lớn, để làm sao mà đưa về tôm về cái size mà có lời cực kỳ khó khăn. Tại vì chi phí nuôi nó cao. Hoặc là khi size tôm 50 con rồi nhưng mà vẫn bị phân trắng. Đúc kết lại từ đầu cái quy trình nuôi chúng ta thiên về sinh học nhiều hơn một chút, thì Duy thấy là cái ảnh hưởng của cái dịch bệnh vào mùa mưa và khi có vấn đề thì chúng ta dễ kiểm soát hơn. Dĩ nhiên về size tôm mà 40-50 con thì chúng ta cái xu hướng là chúng ta hòa rồi, nhưng mà chúng ta bị mắc lời thôi. Như vậy là hai cái dịch bệnh lớn trong hai vụ cuối năm này, vụ 3 và vụ 4 này, thì phải nói là EHB và phân trắng nha quý anh chị. EHB thì đi vào hệ thống rồi thì phải nói là cực kỳ vất vả cho các quý anh chị nuôi tôm, vì mình không chỉ là vệ sinh cái ao nuôi không, chắc ăn hơn nữa thì phải vệ sinh cả hệ thống, ao lắng, là phải ủi, phải phơi, phải xử lý, phải nói là vô cùng khó khăn luôn. Cái mầm bệnh EHB mà từ con giống nó đưa vào hệ thống mà nhiễm thì phải nói là siêu khó khăn cho vụ kế tiếp. Tại vì với cái chi phí hiện nay, với cái hạ tầng hiện nay, với cái mùa vụ nó tới thì chúng ta không thể xử lý triệt để ở ngoài ao lắng được. Do vậy chúng ta cũng cầu mong là cái tải lượng ở trong hệ thống chúng ta chưa nhiều, chúng ta chỉ xử lý, tập trung xử lý ở ao nuôi thôi, thì vụ kế tiếp chúng ta cũng cầu mong cho nó ít ảnh hưởng chứ không thể triệt để hết. Do vậy EHB cũng là cái bệnh phải nói là siêu khó khăn. Những cái hệ thống mà đã nhiễm EHB á, ngay cả những ống nano oxy á, cũng phải tháo bỏ đi, phải lắp ống mới, nó phải cực kỳ khó khăn và tốn kém. Phải nói là hậu quả của cái việc mà hệ thống chúng ta bị nhiễm EHB là vô cùng khó khăn. Quay về bệnh phân trắng thì hiện nay á, phân trắng thì vẫn chưa có, trong đợt nhiễm thống kê một vài khách hàng á, thì Duy thấy rằng là đợt đầu khi bị nhiễm thì chúng ta có thể dùng thuốc điều trị, chúng ta kìm được, nhưng mà không duy trì được cái hệ sức khỏe đường ruột tốt bằng những dòng vi sinh đặc hiệu mà để con tôm nó nhiễm bệnh lại, thì hầu như chúng ta không có vô phương cứu, quý anh chị, vô phương cứu, không có thuốc điều trị nào mà ngăn cản được hết. Tại vì hiện nay như chúng ta biết là EHB kết hợp với VVO nó tạo sự loãng khuẩn trong đường ruột và bị xâm nhập với EHB rồi thì nó cộng hưởng lại, nó thành một cái hội chứng, nên là chúng ta không có trị được, đó là lý do. Do vậy là ngay từ đầu chúng ta phải bắt giống những cái mẻ giống ở các anh chị đại lý phải có cốt cấp 1. Cái thứ hai nữa là trong quá trình nuôi chúng ta không thể nào 100% chúng ta phòng vệ được hết. Do vậy là bộ công cụ sinh học quản lý từ môi trường đến sức khỏe vật nuôi phải thực sự là những cái sản phẩm đặc biệt xuất sắc và hiệu quả cao. Và liều cho ăn chúng ta phải duy trì cái liều 5g trong cắt cử, chúng ta rất là cẩn thận trong một tháng đầu, tối ưu hiệu quả ở trong tháng đầu. Dĩ nhiên cái giá đầu vào chúng ta cũng phải tối ưu. Các nhà phân phối hiện nay của Thần Vương và có các anh chị đại lý nói chung cũng có các chiến lược chính sách giá rất là tốt cho mình rồi. Mọi người chúng ta cùng nhau giúp đỡ để chúng ta có thể có một cái vụ mùa thành công, rồi xong rồi mới tới nói đến lợi nhuận với chính sách hỗ trợ giá. Đầu tiên chúng ta phải chọn đúng cái sản phẩm đã, quy trình chúng ta đúng nữa thì chúng ta mới cầu mong vượt qua được khó khăn của cái vụ mùa năm nay. Quý anh chị. Thực sự là rất là khó khăn. Duy gặp rất là nhiều các anh chị khách hàng lớn, Duy thấy là có một cái điểm khiếm khuyết là cái quy trình các anh chị dùng tốt rồi, nhưng mà để nó hoàn chỉnh thì nó cũng cần những cái bổ sung để cho nó hoàn chỉnh hơn về quy trình sử dụng sản phẩm. Thần Vương thì đặc biệt thành công ở trong những cái bộ sản phẩm sinh học chất lượng cao và độ tính ổn định, cũng là một phần nào nó sẽ hỗ trợ rất là lớn cho quý anh chị nuôi. Đặc biệt cái bộ sản phẩm về vi sinh thì chúng ta có Soymark, có Lansibarem quản lý tảo, quản lý cái hệ vi sinh trong nước rất là tốt, ổn định. Đặc biệt là trong những thời tiết mà khó khăn như hiện nay, chúng ta cần có một hệ vi sinh thật là ổn định. Bộ sản phẩm cho ăn cũng rất là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là
những cái sản phẩm về thảo dược, về ổn định chuyển hóa dinh dưỡng ở trong chức năng gan, bộ sản phẩm về sức khỏe đường ruột như Brosur, Aquamod, Vuget, Biomax, nó thực sự là cơ bản nhưng mà thực sự là khác biệt so trên thị trường. Tại vì chúng ta hiện nay chúng ta đang chạy đua theo cái chuyện mà phẩm giảm giá, nhưng thực sự cái giảm giá đó chưa phải là thước đo thành công đâu quý anh chị. Giảm giá nhưng mà phải sản phẩm chất lượng. Trong điều kiện bình thường tôm lớn thì những sản phẩm khác Duy nghĩ là mình sẽ ưu tiên sản phẩm rẻ ở giai đoạn sau. Thì không, ban đầu chúng ta ưu tiên về chất lượng, còn chuyện giá là Duy nghĩ là mọi người điều này đều hỗ trợ rất là lớn để làm sao hỗ trợ khách hàng để có khách hàng thành công thì chúng ta mới tồn tại. Thằng Phương có một bộ quản lý nuôi tôm rất là hiệu quả, microbiome farm rất là hoàn chỉnh, kèm theo cái an toàn sinh học quản lý của anh chị nữa ha. Mình kết hợp cả hai, sản phẩm là công cụ thôi. Ngay từ đầu chúng ta sẽ đề cao những sản phẩm sinh học để khi con tôm nó có vấn đề chúng ta dùng thuốc điều trị thì nó vẫn hiệu quả hơn là chúng ta dùng sản phẩm không có đồng bộ. Đồng bộ ở đây Duy nói là chúng ta cứ nghĩ là sản phẩm bổ trợ gan thì nó phải giúp tôm nó gan nó đen nhanh thì vẫn chưa đủ quý anh chị. Và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là cái sản phẩm đó sau quá trình điều trị thì nó có phục hồi được gan hay không. Ví dụ vậy, về sức khỏe đường ruột, nó không có sức khỏe đường ruột cũng không có đủ đâu. Nó chỉ là một cái thước đo về mặt cảm quan thôi, mà phải là cái sự hấp thu dinh dưỡng. Làm khi mà con tôm hấp thu tốt dinh dưỡng thức ăn ấy, thì rõ ràng kiến thức ăn nó rất là chặt thì cái hệ tiêu hóa, hệ vi khuẩn đường ruột tôm rất là tốt, thì cái đó mới là thước đo ha. Tại vì có những dòng khuẩn tên gọi là giống nhau nhưng mà hiệu quả hoàn toàn khác nhau quý anh chị. Chưa chắc hàm lượng thực cực cao thì hiệu quả cao, có nghĩa đó là không phải là thước đo. Mà cái thước đo ở đây là cái chủng, cái dòng đó nó có những cái tính năng đặc biệt hẳn. Đó là cái sự khác biệt giữa các nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác quý anh chị, và công nghệ sản xuất và chủng loại gen. Tại vì cái gen của nó mạnh thì con khuẩn nó mới tốt. Thì giống như con tôm thôi quý anh chị, con giống nào, con bốt nào, nó không giống bốt nào. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là cái gen của nó có đủ mạnh hay không, nó lớn nhanh hay không, gen nó có kháng bệnh hay không. Thì nó sẽ khác nhau ở hai cái điểm đó, là cái gen hoặc lực của cái dòng khuẩn đó. Nó có những cái đặc tính riêng biệt mà những dòng khuẩn y chang tên nó, nhưng mà nó sẽ không có đặc tính đó. Do vậy là bộ sản phẩm Thần Vương được chọn lựa rất là kỹ, được sản xuất rất là cao cấp để mang lại những sản phẩm hiệu quả cao. Cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị có một ngày tốt lành.